Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh dự và phát biểu chỉ đạo sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 30C của Thủ tướng Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đến nay 100% các mục tiêu đã hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đặt ra. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ rệt qua công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng hình thức phạm vi công khai, minh bạch hóa thủ tục hành chính và các thông tin quản lý nhà nước, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ tại 100% cơ quan hành chính nhà nước. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai một cách đồng bộ từ thành phố đến chính quyền cơ sở, từng bước xây dựng chính quyền điện tử hướng đến thành phố thông minh, nổi bật là hệ thống một cửa điện tử hiện đại tại 100% ủy ban nhân dân quận huyện, ủy ban nhân dân phường xã, trung tâm hành chính thành phố. Từ năm 2011 đến năm 2017, thành phố Đà Nẵng luôn thuộc nhóm rất tốt về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, 10 năm liên tục dẫn đầu chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, 5 năm, năm liên tiếp 2012 đến 2016 dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính, các năm 2017, 2019 đều nằm trong nhóm dẫn đầu. Nhiều mô hình mới cách làm mới của thành phố Đà Nẵng được trung ương và các tỉnh thành phố trong cả nước đánh giá cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã rút ra những tồn tại hạn chế và năm bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2030, Đà Nẵng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách thể chế, cải cách bộ máy nhà nước, cải cách tài chính công, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, tiếp tục ra soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết trong tất cả các lĩnh vực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao số lượng hồ sơ trực tuyến, trong đó hướng đến nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và tỷ lệ hồ sơ mức 4 tổng kết hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Lê Trung Trinh đánh giá cao những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn thành phố. Qua đó đã tác động tích cực, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố và cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ công dân và tổ chức doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức công vụ của đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức viên chức tuy đã có tiến bộ hơn trước, song chưa thật sự chuyên nghiệp. Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành chưa tương xứng với tiềm lực. Các dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 phát triển nhanh nhưng còn nhiều vướng mắc trong thực tế triển khai. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh đến 6 nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là. Trong thời gian đến, thì thành phố chúng ta thực hiện nghị quyết 43 đặc biệt là nghị quyết một mục chính về chính quyền đô thị thì đã chính quyền đô thị thì rõ ràng cái công tác cải cách hành chính của chúng ta là nhiệm vụ và tiên phong và đi đầu thành phố thông minh mà cải cách hành chính chậm chạp thì làm sau là thông minh đúng không rồi nghị quyết một chính mục tiêu là cái gì là tăng cường cái hiệu lực hiệu quả quản lý và cuối cùng là phục vụ cho nhân dân thì cải cách hành chính phải được đi trước một bước. Chính vì thế tôi đề nghị các cấp các ngành trong thời gian đến chúng ta cũng phải bấm sát cái chương trình cải cách hành chính của chính phủ sắp ban hành để căn cứ vào đó chúng ta xây dựng cái chương trình của chúng ta cho giai đoạn 21-30. Làm sao cái nền hành chính của chúng ta là dân chủ hiện đại chuyên nghiệp kỹ cương công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm gia trình đội ngũ cán bộ của chúng ta là có phẩm chất năng lực có uy tín để đáp ứng được cái nhiệm vụ đó. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Lê Trung Trinh nhấn mạnh để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố, cần phải có sự quyết tâm, chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm và cuộc quyết liệt của thủ trưởng các cơ quan đơn vị, của người đứng đầu các cấp chính quyền, đồng thời phải khắc phục cho được tâm lý ai dè trong một bộ phận cán bộ công chức viên chức, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, ngại va chạm, tham mưu không đến nơi đến chốn. Hội nghị khen thưởng 25 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.